sáng được coi là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày vì nó cung cấp nguồn năng lượng cần thiết để hoàn thành công việc và sự tập trung của một ngày. Ăn sáng đầy đủ sẽ khởi động cho quá trình trao đổi chất, giúp bạn đốt cháy calo trong suốt cả ngày. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, trưởng khoa khám tư vấn dinh dưỡng người lớn, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, để bắt đầu ngày mới, bạn cần cung cấp năng lượng đầy đủ, đảm bảo cơ chế hoạt động cả ngày. Cùng tham khảo 7 thói quen ăn sáng lành mạnh được khuyến nghị để hạn chế cảm giác thèm ăn và giúp bạn giảm cân. Thứ nhất, tránh các thực phẩm có đường tinh luyện. Các món ngọt cho bữa sáng như bánh quế, bánh rán phủ xương và bánh sừng bò sô cô la có thể là hương vị thơm ngon và tiện lợi cho bữa sáng. Nhưng nếu ăn đồ ngọt quá nhiều, bạn có nguy cơ mắc các bệnh như béo phì, đái tháo đường, tim mạch. Đường bổ sung khiến lượng đường trong máu của bạn tăng đột biến và mức năng lượng của bạn giảm xuống. Điều này có thể dẫn đến cảm giác thèm ăn không lành mạnh trong suốt thời gian còn lại trong cả ngày. Thứ hai, ăn sáng vào cùng một thời điểm mỗi ngày. Xác định thời điểm tốt nhất trong ngày để bạn thưởng thức bữa sáng và duy trì lịch đó hàng ngày. Điều này có thể giúp bạn hạn chế cảm giác thèm ăn và giúp bạn giảm cân. Nên tạo thói quen ăn sáng trước 8 giờ hoặc sau khi thức dậy 30 đến 60 phút. Ngoài việc xây dựng một chế độ ăn sáng khoa học cho việc giảm cân, bạn cần chú ý thực hiện ăn sáng đúng giờ để việc giảm cân được hiệu quả hơn. Thứ ba, tránh thức ăn nhiều muối. Tránh thức ăn mặn là một thói quen ăn sáng quan trọng khác cần phát triển nếu bạn muốn giảm cân. Muối không gây tăng cân mà còn khiến bạn cảm thấy khát nước trong quãng thời gian dài. Bạn cần uống nước và có thể uống nhiều nước hơn để không cảm thấy khát nước. Thứ tư, bữa sáng nên bao gồm protein. Nghiên cứu cho thấy bữa ăn sáng giàu protein làm chậm đáng kể tốc độ làm trống dạ dày. Khi so sánh với bữa sáng nhiều cáp, việc kết hợp các loại protein trong chế độ ăn uống của bạn có thể giúp bạn giảm mỡ trong cơ thể, duy trì nguồn cung cấp cơ nạc và giúp bạn no lâu. Protein cũng có thể giúp bạn giảm cân. Thực phẩm giàu protein giúp cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể hoạt động cả ngày, nhanh no mà không cần ăn quá nhiều như thịt, cá, trứng. Các nguồn protein tốt bạn nên bổ sung vào buổi sáng bao gồm trứng, phô mai, sữa chua Hy Lạp, cá hồi, đậu phụ. Thứ năm, uống 1 ly nước trước khi ăn sáng. Uống một cốc nước khoảng 200ml trước khi bữa sáng có thể làm giảm cơn đói. Bạn sẽ ít có khả năng thèm ăn những thực phẩm không tốt cho sức khỏe. Việc uống nước trước khi ăn sáng sẽ khiến cho người thừa cân, béo phì giảm được khối lượng thức ăn nạp vào. Trước khi ăn sáng 30 phút, người thừa cân béo phì nên uống khoảng 200ml nước. 6. Lên kế hoạch cho bữa sáng lành mạnh. Giữ cho căn bếp của bạn luôn đầy ắp những món ăn tươi sáng, ngon và tốt cho sức khỏe sẽ giúp bạn xua đuổi cảm giác thèm ăn dễ dàng hơn nhiều. Hãy thử các lựa chọn protein như trứng luộc chín, sữa chua Hy Lạp, đậu phụ nướng mà bạn có thể trộn với thực phẩm chứa nhiều chất xơ như yến mạch nguyên hạt, một lát bánh mì nướng ngũ cốc nguyên hạt, trái cây tươi và quả mọng. Thứ 7. Luôn ăn sáng với chất xơ. Thói quen ăn sáng tốt để hạn chế cảm giác thèm ăn và giảm cân là bổ sung chất xơ đầy đủ. Bạn hãy chọn các loại thực phẩm như ngũ cốc nguyên hạt, như quả quina và bột yến mạch, trái cây tươi như trái cây họ cam, quýt và quả mọng, rau xanh, sinh tố để đưa vào bữa sáng của mình.